Sau nhiều tháng kiểm soát tốt thì tình hình dịch bệnh, mới đây tỉnh Trà Vinh lại phát hiện heo chết vì bệnh dịch tả heo châu Phi tại xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang. Dịch bệnh diễn ra tại hộ chăn nuôi có 22 con heo thịt trên tổng đàn, trong đó 4 con bị chết, gia đình đã tiêu hủy. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus dịch tả heo châu Phi, Chi cục chăn nuôi và thú y của tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ hộ chăn nuôi tiêu hủy 18 con heo bệnh còn lại. Ngành chuyên môn khẩn trương tiến hành thực hiện vệ sinh, khử trùng để tiêu diệt các tác nhân gây bệnh. Bên cạnh đó, rà soát tổng đàn heo tại địa phương, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan sang cho các hộ khác. Có thể thấy là dịch bệnh trên gia súc thì đang diễn biến khá là phức tạp. Trong khi đó, thì ý thức của một bộ phận người dân thì vẫn còn hạn chế. Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện một xe tải vận chuyển heo chết qua quốc lộ 3, đoạn qua xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Kiểm tra trên xe có 14 con heo chết, bốc mùi hôi thối và 12 con heo có biểu hiện lờ đờ, nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tổng số ký heo nặng khoảng 8 tạ. Lái xe khai nhận mua của các thương lái không rõ địa chỉ ở huyện Định Hóa, vận chuyển về huyện Phú Bình để tiêu thụ, kiếm lời. Tại thời điểm kiểm tra, chủ xe không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Quá trình vận chuyển không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Toàn bộ số heo trên đã được lực lượng chức năng tiêu hủy.